Chào mừng tất cả quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hiếu tin tức bóng đá, nơi mà tôi sẽ chia sẻ đến cho quý vị khán giả và các bạn những tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật hàng ngày. Bản tin chính ngày hôm nay mà Hiếu tin tức bóng đá muốn gửi đến cho quý vị khán giả và các bạn nói về cái bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới của đội tuyển Thái Lan trận Việt Nam với Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 tối qua, thì cựu trọng tài Graham Paul nổi tiếng của FIFA đã nói thẳng về cái bàn thắng bị từ chối của đội tuyển Việt Nam. Trước khi vào nội dung chính của video, các bạn hãy nhớ ủng hộ tôi bằng cách ấn vào nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để luôn đón theo dõi những video mới nhất mà tôi muốn gửi đến các bạn. Thì các bạn thân mến, cựu trọng tài nổi tiếng Graham Paul đã có những cái nhìn nhận về cái bàn thắng bị từ chối của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Thì đêm qua, đội tuyển Việt Nam đã phải chia điểm với Thái Lan trong trận cầu không bàn thắng ngay tại sân Mỹ Đình. Kết quả đó là phù hợp với những cái gì đã diễn ra. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1 và bị từ chối một cái bàn thắng vì pha tranh chấp gây rất là nhiều tranh cãi trong vòng cấm. Tuy nhiên thì sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Park Seo đã chơi chệch choạc và đội tuyển Thái Lan đã có cơ hội dâng cao để gây sức ép mạnh mẽ. Khi nói với phóng viên về cái bàn thắng bị từ chối của Tiến Dũng, cựu trọng tài nổi tiếng Graham Paul đã đưa ra những cái nhận định của mình. Theo tôi thì đó là một cái bàn thắng hợp lệ, không hề có cái pha phạm lỗi nào trong tình huống đó. Thủ môn của Thái Lan đã phán đoán sai và bật lên sau, không hề có tranh chấp. Góc quan sát của trọng tài là không được tốt. Rõ ràng là Văn Hậu đã nhảy lên trước, sau đó thì thủ môn mới bật lên theo sau. Chính vì vậy, trong cái pha bóng này không hề có lỗi của Văn Hậu. Nếu mà có lỗi, phải nói là có lỗi của thủ môn mới đúng, vì thủ môn đã bật lên từ dưới, bật lên sau. Trong khi đó thì ông Park Seo đã cho hay, riêng tình huống Tiến Dũng ghi bàn thì tôi có xem lại video sau trận đấu, nhưng mà thật khó có thể để nhận định được. Nhưng mà theo tôi thì đây có vẻ là một cái tình huống trọng tài đã phạt không chính xác. Còn các trọng tài của FIFA đều xác nhận tình huống đó bàn thắng là hoàn toàn hợp lệ và Việt Nam đã bị tước đi một cái bàn thắng. Ở trận đấu này thì còn một cái tình huống gây tranh cãi nữa, đó là cái pha thổi phạt penalty đối với đội tuyển Việt Nam trong lần phạm lỗi không rõ ràng của Văn Hậu. Tuy nhiên thì Văn Lâm đã xuất sắc cản phá cú đá của Thiraphong Bumathan, thì cái pha đó thì có vẻ như là cũng đã phạm lỗi thật, nhưng mà cái lỗi đó là không rõ ràng, vì vậy chưa đến mức phải là thổi phạt penalty. Bởi vì trong một trận đấu, nếu một quả penalty được thành sút thành công thì trận đấu sẽ thay đổi một cách 90 độ. Chính vì vậy, với những cái lỗi nhỏ như vậy, trọng tài thường hay châm trước và thường hay thổi phạt khi nó ở ngoài khu vực 16m50. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái pha thổi phạt đền đối với Văn Hậu. Thì Đoàn Văn Hậu đã có cái hành động kéo áo trung vệ Thái Lan ngay trước mặt trọng tài người Oman lên tuyển Việt Nam phải chịu quả penalty. Thì tình huống diễn ra khá là bất ngờ ở phút thứ 27, khi Thái Lan được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh phải thì trung vệ Melabil tham gia tấn công và đã ngã ngay trong khu vực cấm địa. Trọng tài Akan đã chỉ tay ngay lập tức vào chấm phạt đền 11m. Quyết định của trọng tài chính khiến nhiều cầu thủ Việt Nam đã phải ngỡ ngàng. Không cầu thủ Việt Nam nào nghĩ mình phạm lỗi cả. Máy quay ghi nhận khuôn mặt ngơ ngác của tiền đạo Tiến Ninh, trong khi thì Văn Hậu là người phạm lỗi. Thì pha kéo áo của Đoàn Văn Hậu diễn ra ngay trước mắt của trọng tài. Ông Ermat đã có một cái quyết định chính xác khi thổi phạt đền đối với Văn Hậu, cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng đã chia sẻ. Nhưng mà theo các chuyên gia đánh giá thì cái pha phạm lỗi này rất là nhỏ và cũng không hề rõ ràng, vì vậy không đến mức là phải thổi phạt penalty cả. Bởi vì quả penalty thì nó sẽ thay đổi cục diện hoàn toàn của trận đấu nếu mà nó được sút thành công. Thì pha bóng này cũng khiến khán giả xem truyền hình cũng có thể đưa ra được đánh giá của mình. Các cầu thủ Việt Nam cũng không phản ứng quyết liệt trước cái sự dứt khoát của ông Ermat. Thì cũng may mắn cho đội tuyển của chúng ta là thủ môn Đặng Văn Lâm đã cản phá được quả sút 11m của Thiraphong Bumathan. Thì cú sút hướng bóng đi vào giữa khung thành không đánh bại được Văn Lâm. Thì tuyển Việt Nam không bị thủng lưới và gần như ngay lập tức đã đáp trả bằng cú đánh đầu tung lưới của trung vệ ở Bùi Tiến Dũng. Đáng tiếc là trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với cả thủ môn Cao Huyên. Thì so với tình huống thổi penalty cho Thái Lan, việc không công nhận bàn thắng cho Việt Nam của ông Akan đã nhận được nhiều sự chỉ trích. Tuy nhiên đó là cái quyết định cuối cùng của trọng tài và không thể nào thay đổi được. Cả hai đội bóng không thể ghi bàn trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Việt Nam và Thái Lan đành phải chấp nhận hòa nhau với tỷ số là 0-0 ở cả lượt đi và lượt về. Tuyển Việt Nam hiện đang có 11 điểm, dẫn đầu bảng sau 5 lượt trận. Thì Malaysia đã lấy vị trí thứ hai của Thái Lan với 9 điểm sau trận thắng 2-0 trước Indonesia.
thầy trò ông Lisilo thì đang có 8 điểm, hơn tuyển UAE 2 điểm. Trong khi đó thì Indonesia đang đứng cuối bảng G. Tiếp tục là nói về cái vị trọng tài này thì cổ động viên Việt Nam đã nói một câu như thế này: anh tài, thế này là không được rồi. Các khán giả nhà đã tỏ vẻ không hài lòng với cái quyết định đến từ trọng tài điều khiển trận đấu này. Vào tối hôm qua thì trận đấu được mong chờ nhất ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra. Với cái sự tự tin khi được thi đấu trên sân nhà cùng với việc tuân thủ tuyệt đối đấu pháp mà huấn luyện viên Park Seo đã đề ra thì đội bóng được mệnh danh là Rồng Vàng đã thi triển một cái lối đá khá là chặt chẽ trước đối thủ không đội trời chung Đông Nam Á. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà đã khiến mảnh lưới của Thái Lan rung lên đến 2 lần. Tuy nhiên, trọng tài điều khiển trận đấu, ông Ahmed Aka, thì người từng cầm còi ở trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan đều không công nhận bàn thắng. Quyết định đến từ ông Vua Áo Đen, người Oman, đã khiến nhiều cổ động viên Việt Nam không hề hài lòng, đặc biệt là ở tình huống đầu tiên. Trọng tài Aka cho rằng, trước khi Bùi Tiến Dũng ghi bàn thì Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ thành Kawin bên phía Thái Lan trước khi bóng rơi vào lưới. Tuy nhiên thì đây là một cái quyết định khá là nhạy cảm, bởi lẽ cái hậu vệ thuộc biên chế Hiddenven đã bật lên trước khi là cái người gác đền bên phía đội bạn phản ứng. Vì chính vì cái lý do này thì nhiều khả năng nhiều người hâm mộ đội chủ nhà đã tỏ vẻ bất bình trước quyết định của đội bóng này. Thì các trọng tài FIFA cũng đã lên tiếng rằng cái pha bóng này là hoàn toàn hợp lý. Đoàn Văn Hậu đã bật lên trước, sau đó thì thủ môn đã phán đoán sai vị trí và bật theo sau. Nếu mà phạm lỗi thì là người phạm lỗi phải là thủ môn mới đúng, chứ không phải là Văn Hậu. Chính vì vậy mà nhiều cái tài khoản trên Facebook đã viết cái bức xúc của mình. Thì có tài khoản đã viết lên là: đây rồi, Akan chính là cái cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Thái Lan. Tôi rất là buồn vì từ chối bàn thắng của chúng tôi. Chúng tôi không phạm lỗi. Ông hãy xem và ghi nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời cầm còi của mình nhé. Một bình luận khác đã được khán giả nhà đăng tải trên trang cá nhân của ông trọng tài này. Còn về phía đội tuyển Việt Nam, trang chủ của Liên đoàn bóng đá AFC đã chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất trong thành phần đội tuyển Việt Nam ở trận hòa Thái Lan đêm qua. Thì đội tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan cầm hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đấu thứ 6 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thì những chiến binh sao vàng đã rất là nỗ lực, song tất cả vẫn chưa đủ để chuyển hóa thành bàn thắng. Với một điểm này thì từ trận đấu này Rồng Vàng tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội xếp sau là Malaysia với 9 điểm, có nghĩa là đội tuyển của chúng ta hơn Malaysia 2 điểm. Thái Lan thì đang tạm thời rơi xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm. Trong khi đó thì UAE không thi đấu ở lượt đấu này và rơi xuống vị trí thứ 4 có 6 điểm. Còn Indonesia đã hết hy vọng khi vẫn chưa có điểm số nào trong tay và đặc biệt là đã thua tới 4 trận. Chứng kiến màn trình diễn của hai đội bóng được đánh giá là mạnh nhất Đông Nam Á thì trang chủ của AFC đã có những nhận định chi tiết. Cả Đông Nam Á đã hướng về Mỹ Đình với trận đấu giữa hai đại diện ưu tú của bóng đá khu vực là Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đội đều khao khát có được một cái chiến thắng sau trận hòa 0-0 tại Thammasat ở trận lượt đi và diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Ngay từ đầu trận đấu thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu có phần trên cơ, đã dồn ép và khiến hàng thủ áo xanh có đôi chút lúng túng. Tuy nhiên rằng đội sở hữu cơ hội ngon ăn đầu tiên lại là Thái Lan. Họ được hưởng quả đá phạt penalty sau tình huống Văn Hậu đẩy ngã Bill trong vòng cấm. Thiraphong Buamathan là người đã lãnh trọng trách sút quả 11m nhưng mà tiếc thay lại bị Văn Lâm dùng chân để cản phá. Cả cầu trường Mỹ Đình đã hò reo và thở phào nhẹ nhõm. Đội tuyển Việt Nam đã trả lời bằng cú đánh đầu tung lưới Thái Lan của Tiến Dũng nhưng mà trọng tài lại không công nhận cái bàn thắng và xác định một cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi với cả thủ thành Kawin, đó là Văn Hậu. Thì sang hiệp 2, Chalathip Songkrasin và các đồng đội đã tạo ra khá là nhiều cái pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Việt Nam nhưng mà Văn Lâm thì vẫn đứng vững. Thủ môn này đã có một ngày thi đấu khá là thành công và cầu thủ nổi bật nhất trận đấu với những pha cứu thua mà xuất thần như vậy thì tôi nghĩ cầu thủ xuất sắc nhất trận này phải thuộc về Văn Lâm. Thì chung cuộc là đã không đội nào có thể ghi bàn, như vậy là đội tuyển Thái Lan vẫn chưa có thể tìm được cái sự khích lệ sau thất bại 1-2 trước Malaysia. Thì Voi Chiến sẽ tiếp tục tiếp đón Indonesia vào ngày 26 tháng 3 năm 2020. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách tại Bukit Jalil vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thì hòa Thái Lan, đội tuyển Việt Nam mới thấy nhớ một người. Thì trước hết phải khen ngợi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có ngày thi đấu rất là xuất sắc. Duy Mạnh thì chắc chắn. Quế Hải thì cho thấy mình là một cái thủ lĩnh đích thực. Tiến Dũng thì chút nữa đã có bàn thắng. Ở hai cánh thì Văn Hậu chiến đấu đầy quả cảm. Trọng Hoàng thì vẫn cần mẫn với những cái đường lên công về thủ nhịp nhàng, những pha tranh chấp bóng rất là quyết liệt.
hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam thì chơi không bùng nổ như trận gặp UAE, nhưng mà Hùng Dũng và Tuấn Anh cũng đã làm được cái tròn nhiệm vụ của mình. Và rõ ràng là hàng công của huấn luyện viên Park Seo đã không đáp ứng được kỳ vọng. Ngoài Quang Hải thì vẫn cho thấy cái đẳng cấp trong từng pha xử lý, thì Tiến Ninh và Văn Toàn thì tỏ ra khá mờ nhạt trước những hậu vệ đẳng cấp của đội tuyển Thái Lan. Có thể không thể đòi hỏi nhiều ở Tiến Ninh, một trung phong cắm, nhưng mà rõ ràng vị trí của Văn Toàn đã khiến người hâm mộ Việt Nam phải lo lắng. Toàn có tốc độ này, có lăng nổ, nhưng mà cái chừng đó là chưa đủ. Thì trong một trận đấu đẳng cấp thì huấn luyện viên Park Seo cần một cái cầu thủ phải tinh quái, phải nhạy cảm trong khâu ghi bàn, có tư duy chuyến thuật. Khi vị trí được ra, người Hàn Quốc đã tung Nguyễn Phong Hồng Duy hay Công Phượng vào, thì hai cầu thủ này thậm chí còn mờ nhạt hơn. Đến lúc này thì tất cả đều đến nhớ một cái tên, đó là Phan Văn Đức, người hiện đang dính chấn thương dây chằng đầu gối và chỉ có thể trở lại vào năm tới. Thì Phan Văn Đức là phát hiện lớn của huấn luyện viên Park Seo sau chiến tích ở kỳ vĩ ở Thường Châu, Trung Quốc hay AFF Cup 2018. Thì Đức đã có màn trình diễn ấn tượng, góp vào cái ngôi vô địch của những chiến binh sao vào một cái chiến công không nhỏ. Văn Đức hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi tiêu chí mà thầy Park yêu cầu. Anh chơi bóng rất là thông minh, như là Quang Hải, Đức nhỏ con nhưng mà đầy tinh quái và lì lợm hơn. Anh có tốc độ tốt, có sự nhanh nhạy trong khâu dứt điểm. Mong rằng năm sau anh sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung video mà hôm nay tôi muốn gửi đến cho quý vị khán giả và các bạn. Mong rằng đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.